huyền thoại manga Osamu Tezuka, ông tổ của truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản. Có thể nói, Osamu Tezuka sinh ra là để trở thành huyền thoại. Ông được xem như một nhà bác học trong lĩnh vực truyện tranh và phim hoạt hình Nhật Bản, người đã khai sáng và giúp manga Nhật Bản phát triển một cách vượt bậc. Ông cũng là thần tượng của rất nhiều tác giả nổi tiếng trong thế giới manga và anime hiện nay. Niềm đam mê của ông mãnh liệt đến mức, ngay ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Osamu Tezuka cũng không từ bỏ niềm vui khi được vẽ và sáng tác truyện tranh. Bộc lộ tài vẽ truyện tranh từ sớm. Osamu Tezuka là con cả trong ba đứa con của Yutaka và Fumiko Tezuka. Ông sinh vào ngày 3 tháng 11 năm 1928 ở Toyonaka, gần Osaka, nhưng sau đó đã chuyển đến thành phố Takarazuka ở Hyogo, ngôi nhà của đoàn kịch Takarazuka nổi tiếng. Nhà hát này đã có một số ảnh hưởng nhất định ngày ông còn nhỏ vì mẹ ông thường dẫn ông đi xem những tác phẩm mới nhất của họ trước khi ông đủ tuổi đến trường. Từ nhỏ, Tezuka đã yêu thích manga, truyện tranh Nhật Bản. Hàng tháng mỗi khi được lĩnh tiền lương thì ngay việc đầu tiên mà cha ông làm là mua cho con một cuốn manga. Mẹ ông cũng rất vui thích khi thấy con chăm chú đọc manga như thế. Cứ thế, chỉ một năm, số sách manga có trong nhà đã lên tới gần 200 cuốn. Osamu Tezuka sớm bộc lộ tài năng vẽ truyện tranh từ rất sớm. Và năm 9 tuổi khi các bạn cùng trang lứa còn ăn chưa no, lo chưa tới, thì ông đã sáng tác bộ truyện tranh đầu tiên về chính mình với tựa đề Pin Pin Namachan. Khi Osamu mới chỉ 16 tuổi và đang học cấp 3, ông bị buộc phải phục vụ quân đội toàn thời gian. Trong quá trình tham gia quân đội, ông tận dụng thời gian rảnh để vẽ và một vài tác phẩm đã thu hút sự chú ý của người giám sát. Ông từng trốn vào nhà vệ sinh để vẽ những manga ông nghĩ ra trên giấy toilet. Tuy nhiên, chiến tranh đã ảnh hưởng đến Osamu Tezuka. Sau chiến tranh, ông tốt nghiệp cấp 3 vào tháng 3 năm 1945 và vào khoa dược vào tháng 7 năm 1945 ở Đại học Osaka. Khởi đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, cho đến khi vào đại học, Tezuka vẫn chưa thực sự có ý định sẽ đi theo nghiệp truyện tranh. Vào thời điểm đó, họa sĩ manga không phải là nghề nghiệp gì hay ho, nhưng chính vào giai đoạn có tính quyết định đối với cuộc đời ông, mẹ ông đã nói, con trai, hãy làm một họa sĩ manga đi. Chính câu nói của mẹ đã làm thay đổi cuộc đời Osamu Tezuka, từ đó ông chuyên tâm vào công việc sáng tác manga. Không lâu sau, một người hàng xóm đã giới thiệu Tezuka đến một tờ báo Osaka, thời báo Minachi. Một biên tập viên ở đó đã rất ấn tượng với Tezuka và mời ông vẽ những manga hài 4 khung. Điều này dẫn đến tác phẩm xuất bản đầu tay của ông, Nhật ký của Machan vào năm 1946. Tezuka bắt đầu vẽ truyện tranh khi nó là một thể loại giải trí của trẻ con. Lúc đó nó không phổ biến rộng rãi như bây giờ. Những tác phẩm ban đầu của ông gần giống với biếm họa. Về sau, ông khám phá những đề tài tinh tế hơn, đề tài dành cho người lớn và bắt đầu vẽ truyện tranh cho thiếu nữ và những người tầm tuổi 20, 30, 40. Mặc cho tình yêu với manga, Osamu Tezuka vẫn tốt nghiệp Đại học Khoa Dược Osaka. Những kiến thức này được ông sử dụng như một lợi thế dùng trong tác phẩm manga khoa học viễn tưởng với đề tài bác sĩ Blackjack. Cảm hứng điện ảnh. Khác với các họa sĩ chịu ảnh hưởng từ truyện tranh truyền thống, Tezuka chủ yếu chịu ảnh hưởng từ điện ảnh. Ông lớn lên cùng với điện ảnh và đặc biệt rất yêu thích những bộ phim hoạt hình đời đầu của anh em nhà Fritzer, tác giả của bộ phim hoạt hình Betty Boop và thủy thủ Popeye và của hãng Walt Disney. Ông bị mê hoặc bởi lối kể chuyện trong điện ảnh và bắt đầu sử dụng khung hình trên giấy giống như khung hình từ máy quay phim. Ông áp dụng các kỹ thuật điện ảnh như quay quét, thu phóng và cắt cảnh. Nhận thức của Tezuka về điện ảnh không dừng lại ở mức độ trực quan, ông còn vận dụng hiệu ứng âm thanh trong truyện tranh để tạo ấn tượng như thật cho các cảnh chiến đấu và âm thanh hàng ngày, từ tiếng vải sột soạt cho đến tiếng nước chảy nhỏ giọt. Và việc ứng dụng kỹ thuật điện ảnh cũng góp phần kéo dài câu chuyện ra hàng trăm, thậm chí hàng ngàn trang giấy, dài hơn nhiều so với trước đây. Sự ra đời của Ambassador Atom Astro Boy. Bên cạnh đó, Tezuka còn bắt chước phong cách nghệ thuật của các họa sĩ hoạt hình phương Tây thuộc thế hệ đi trước như Betty Boop và Chuột Mickey, rồi kết hợp với nghệ thuật truyền thống Nhật Bản để cho ra đời phong cách riêng vô cùng giản dị. Những tác phẩm đầu tay của ông, từ Astro Boy đến chú sư tử trắng Kimba, luôn thể hiện tính cách mạng trong việc kết hợp với phong cách giản dị với hình ảnh được biên tập kỹ lưỡng. Tác phẩm đầu tay của ông Astro Boy sau khi ra mắt công chúng vào năm 1963 đã trở thành một trong những chương trình truyền hình được yêu thích nhất tại Nhật Bản. Cũng trong năm này, ông đạt giải thưởng điện ảnh văn hóa giáo dục Propen. Năm 1980, cùng với tác phẩm Chim Lửa,
1972, ông đạt giải thưởng dành cho phim hoạt hình trong liên hoan phim Las Vegas. Cũng trong thời gian này, ông đã sáng tác bộ truyện Chú bé robot rất nổi tiếng. Khai sáng cho manga và anime Nhật Bản. Osamu Tezuka là người tiên phong trong anime khi thiết kế cả mắt to, ngờ nghịch, đã nâng truyện tranh Nhật Bản lên một nấc thang mới của sự tinh tế và đặt nền móng cho phim hoạt hình dành cho trẻ em. Ở Nhật, Tezuka được gọi là ông tổ của truyện tranh Nhật Bản manga, không phải vì ông là người sáng tạo ra manga, mà là vì ông ấy đã đổi mới truyện tranh Nhật Bản truyền thống. Tezuka đã đặt nền móng và làm được một điều mới mẻ tại thời điểm đó, một sự liên kết giữa truyện tranh và hoạt hình. Tezuka đã kéo dài câu chuyện và vẽ chúng theo khuynh hướng điện ảnh, khiến cho độc giả khi đọc cảm giác như họ đang xem một bộ phim thay vì những tranh vẽ như truyện tranh Nhật Bản truyền thống. Điều đó khiến cho những tác giả khác bắt đầu áp dụng phương pháp vẽ đó. Theo đó, những hình thức biểu hiện cảm xúc đã được nâng lên từ trung bình như trước kia thành đầy đủ như bây giờ. Tezuka cũng thể hiện ý tưởng về tương lai tăm tối và tương lai viễn tưởng. Ông ấy thường sáng tác những câu chuyện có đề tài khoa học viễn tưởng vì ông ấy rất tò mò về tương lai và thế giới nói chung. Ông như một miếng bọt biển, thu lượm tất cả những thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau, rồi giải thích nó theo một cách khác trong những tác phẩm của mình. Sứ mệnh của Tezuka. Osamu Tezuka tin rằng ông mang một sứ mệnh phải thay đổi hình ảnh của truyện tranh, manga trong con mắt người Nhật Bản. Hơn nữa, với nghề bác sĩ, ông suy nghĩ có thể cứu được một thế hệ, nhưng với manga, ông có thể truyền đạt tư tưởng của mình với nhiều thế hệ sau. Ông cũng không hề bỏ phí kiến thức mình từng học được, mà tận dụng chính những kiến thức ấy để đầu tư cho quá trình sáng tác, vẽ truyện, khiến các tác phẩm của ông đậm tính nhân văn. Ngoài việc học tập xuất sắc để trở thành tiến sĩ ngành y khoa, Osamu Tezuka còn có những hiểu biết ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau như văn học, âm nhạc, sân khấu và điện ảnh. Ông tin rằng truyện tranh không hề độc lập mà có liên quan đến rất nhiều các môn nghệ thuật khác vì mọi môn nghệ thuật đều nhằm một mục tiêu là đánh vào các giác quan của con người. Nói đến các họa sĩ truyện tranh Nhật thời nay, ít hay nhiều người cũng phải từng thừa nhận tầm ảnh hưởng của Osamu Tezuka đối với họ như thế nào. Trong ngành truyện tranh ở Nhật, người ta ví Osamu Tezuka cũng giống như Walt Disney với thế giới phương Tây vậy. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên lắm khi biết hãng Walt Disney cũng vay mượn ý tưởng từ tác phẩm Sư tử trắng Kimba của ông để tạo nên kiệt tác điện ảnh Vua sư tử từng vang bóng một thời. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng, đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Tài năng ở mọi lĩnh vực. Osamu Tezuka thật sự rất tài năng ở mọi lĩnh vực. Bạn sẽ phải khâm phục bởi ngoài công việc sáng tác truyện tranh nhờ kiến thức y học của mình, ông còn lãnh đạo xưởng phim hoạt hình Musipro. Đây cũng là một mô hình tiên phong trong lĩnh vực hoạt hình truyền hình ở Nhật Bản. Hơn tất cả, Osamu Tezuka là một người làm việc với tinh thần tham công tiếc việc. Ông làm việc không mệt nghỉ. Trong suốt 40 năm sự nghiệp, ông đã vẽ hơn 150.000 trang, ước tính trung bình hơn 10 trang một ngày. Chưa kể, ông làm việc với hơn 15 bộ phim hoạt hình, trong đó có bộ Astro Boy kéo dài tới hơn 100 tập. Ngoài ra, bên cạnh việc sáng tác truyện tranh, ông còn thường xuyên xuất hiện trên TV, radio và tới nhiều nơi để diễn thuyết, viết sách báo về truyện tranh và hoạt hình. Nhìn lại thì thật khó, nhưng ông đã làm việc với hiệu suất như vậy. Tác giả Helen McCarthy từng nói trong cuốn The Art of Osamu Tezuka như sau. Nhiều nhà nghiên cứu gọi Osamu Tezuka là Walt Disney của Nhật Bản, nhưng theo tôi thì ông còn hơn cả Walt Disney, Stan Lee, Jack Kirby, Tim Burton hay Carl Sagan cộng lại. Tezuka là một nhà sáng tạo trong lĩnh vực hoạt hình, là cha đẻ của hàng trăm bộ sách với hàng trăm đề tài về thiên văn học, lịch sử, triết học thế giới. Ông là tác giả, là nhà văn, là một nhà khoa học với những đề tài nghiên cứu nhằm cảnh báo thế giới về môi trường sống, về sự thay đổi của địa cầu mà đến nay con người mới bắt đầu nhận thấy. Ông sinh ra và sống trong một đất nước của chiến tranh với muôn vàn bộ mặt. Ông đã ghi lại tất cả những khuôn mặt đó trong tác phẩm của mình, thổi vào mong muốn cao quý nhất của con người, được sống. Những năm tháng cuối đời. Vào ngày 9 tháng 2 năm 1989, Osamu Tezuka qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày ở Tokyo, một vài tháng sau sinh nhật 60 tuổi của ông. Được vây quanh bởi người thân và bạn bè, nhưng câu nói cuối cùng của ông là "Tôi xin anh, hãy để tôi làm việc". Năm 1994, người dân thành phố Takarazuka, nơi ông sinh ra, đã xây dựng đền thờ để tưởng nhớ vị cha đẻ của manga và anime. Năm 1997, những con tem in hình Tezuka cũng được sản xuất.
Khoảng đầu thế kỷ 21, Tezuka Makoto, con trai của Tezuka Osamu đã thành lập công ty Tezuka Production để tiếp tục sự nghiệp của cha. Cũng thời gian này, khoảng đầu năm 2003, công ty Kaiyodo Began đã cho sản xuất một loạt các sản phẩm đồ chơi bằng tượng dựa trên các nhân vật trong các tác phẩm của Tezuka. Quả thật, đến với nền công nghiệp truyện tranh rất gian nan và đầy những khó khăn, nhưng trên hết với óc sáng tạo phong phú, sự chăm chỉ, khả năng thiên bẩm cùng với niềm tin mãnh liệt về truyện tranh đã giúp Osamu Tezuka thành công. Và cuộc đời sự nghiệp của ông đã tiếp thêm động lực rất lớn cho những ai muốn theo đuổi và thực hiện niềm đam mê đối với truyện tranh. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!